Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U3 Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
đi. Các đôi đường đẹp nhất, hạnh phúc và đương nhiên dạng người nhất của chúng ta buổi trưa ngày hôm nay. Lý do để tất cả quý vị đã có mặt tại khán đài cưới của gia đình. Trân trọng giới thiệu đương kim chú rể Văn Phú, sinh lên cùng cô dâu Thúy Miên đang xuất hiện trên sân khấu chính. Và cô dâu chú rể, chúng ta xin gửi lời chào tới đây hội trường bằng một cái cú chào thật sâu. Và để quý vị chúng ta dành một tràng tay thật lớn để chào mừng. Sau khi được vấn đề, quý vị có bác anh chị trân trọng và kính mến, ra được một đại lễ thành hôn diễn ra thật trang trọng, lịch sử cũng như là thật thành công nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, thì không thể không kể đến công ơn của những bậc sinh thành, những người làm cha làm mẹ. Ban tổ chức chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng trở về sân khấu để đứng cạnh hai con thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Để ra mắt một tập thể, quý vị sẽ được trân trọng kính mời. Hạnh phúc và ý nghĩa dành cho đại gia đình chúng tôi với sự hiện diện đặc biệt rất rất đông toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, con dì, chú anh chị và các trẻ nam thanh niên đã trở về với khán phòng yêu thương của gia đình buổi trưa hạnh phúc hôm nay. Thì giờ phút ở đây, những nhân vật quan trọng của chúng tôi đã và đang trở về với sân khấu chính để ra mắt với toàn thể hội trường. Giống trân trọng kính mời bố tài sẽ nhanh chóng trở về đứng cạnh đại gia đình hạnh phúc chúng ta buổi trưa cực kỳ tuyệt vời này. Và kính thưa toàn thể quý vị và quý khách quý thân mến, giờ phút ở đây, những nhân vật quan trọng nhất, chủ nhân của đại lễ thành hôn cũng như chủ nhân của tấm thiệp hồng và đương nhiên trong năm hạnh phúc không hề đổi thay, bắt đầu chúng tôi trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị. Đương nhiên cặp đôi đường đứng chính giữa của chúng ta là cặp đôi đường Văn Phú Thủy Viên, cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bắt đầu chúng tôi trân trọng giới thiệu đại diện của gia đình nhà trai có bác Cà Văn Cương và Cà Thị In là bố mẹ thân sinh ra chú rể Văn Phú. Những bởi hai bác sẽ tiến về phía trước một bước ạ. Và với sự hiện diện đặc biệt nhất trên sân khấu có hai bác, bác Tài và bác Phanh là bố mẹ nuôi của cô dâu chú rể cũng sẽ tiến về phía trước một bước. Đây chính là đại diện của gia đình nhà trai. Kính mời toàn thể hôn trường cưới chúng ta dành một tràng tay lớn dành cho đại diện gia đình nhà trai ạ. Dạ vâng, từ phía đại diện gia đình nhà gái và đứng cạnh cô dâu Thùy Biên của chúng tôi ngày hôm nay đây, đó chính là bố Quang Văn Tương và mẹ Lò Thị Liêm là thân sinh phụ mẫu ra cô dâu Thùy Biên. Trước một bước để gửi lời chào tới tập thể quý vị quan khách. Và quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng gia đình nhà gái của chúng ta đây. Xin chào, cảm ơn đại quý vị ông bà xin trở về vị trí cũ. Và đương nhiên kính thưa tập thể quý vị quan viên khách quý thân mến, với điểm đến của một tình yêu đẹp được chia nhiên là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim hòa làm một. Và tất cả chúng ta đã có mặt tại khán phòng người thương của gia đình nhà trai chúng tôi tại bản Bông, xã Long Hẹp, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cùng một lý do đặc biệt và duy nhất là tham dự đại lễ thành hôn và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chú rể Văn Phú xanh duyên cùng cô dâu Thùy Biên. Và kính thưa toàn thể quý vị, với sự kiện đặc biệt đông đủ nhất của toàn thể quý vị, quý anh quý chị, các bạn trẻ nam thanh niên, đó là một món quà vô cùng to lớn và nghĩa dành cho đại gia đình hạnh phúc chúng tôi. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bác anh chị, trân trọng và kính mến, người ta thường hay nói ngày nào vui bằng ngày vui hạnh phúc, khung giờ nào đẹp bằng khung giờ lứa đôi. Mà để cho chú rể đẹp quà phải thức cả ba canh, mong sao cho đến giờ lành trưa nay, mà trưa nay thì trời đất đắm say, để cho muốn họ về đây xung vầy. Và ngày hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2023, tức ngày 27 tháng 10 năm Quý Mão, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự đồng tình ủng hộ vun vén của hai bên gia đình, thì ban tổ chức chúng tôi sẽ được thông báo với tập thể quý vị rằng thời gian mà chú rể Văn Phú cùng với cô dâu Thùy Biên yêu nhau tìm hiểu tính đến thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo đủ đào làm chồng, đủ công làm vợ, đủ thuốc đủ chè và đủ cả hai hò bốn bên về đây chung vui. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi sẽ được trình trọng tuyên bố đại lễ thành hôn dành cho chú rể Văn Phú xanh duyên cùng với cô dâu Thùy Biên. Toàn thể hội trường cưới đã dành nhiều các tình cảm đặc biệt đã dành cho cô dâu và chú rể. Và đương nhiên giờ phút đến đây, giờ phút tuyệt vời, ý nghĩa và trang trọng nhất, thì những tình cảm bên mến của toàn thể hội trường dành tặng cho đại gia đình, thì những lời cảm ơn của gia đình chúng tôi cũng sẽ được gửi gắm qua vị trưởng đoàn hai bên gia đình chúng tôi. Rất trân trọng giới thiệu và kính mời một vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái đến từ Thanh Lương cũng sẽ trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời.
trong lúc làm thủ tục ở trên nhà. Và giờ phút này những người thân yêu còn lại sẽ có những món quà tuyệt vời nhất. Và xin mời món quà đến từ bố mẹ nuôi của chú rể, bố Tài, mẹ Phanh sẽ có món quà tuyệt vời, đặc biệt lung linh, mang đậm giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần, gửi tới hai con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Tuyệt vời trên sân khấu của ban tổ chức chúng tôi. Một món quà tuyệt vời đó đến từ người mẹ, người mẹ không phải là sinh thành nhưng đã có công cực kỳ lớn lao, đó là mẹ nuôi của chú rể chúng ta. Món quà đến từ bố Tài và mẹ Phanh, thật những lời chúc rất đẹp nhất dành tới hai con thân yêu của mình. Rất cảm ơn món quà đến từ bố Tài và mẹ Phanh đã gửi tới con dâu và chú rể. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình của bác Tính sẽ có món quà để gửi tặng đến hai cháu thân yêu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời gia đình bác Tính, dạ vâng, về phía thành viên gia đình nhà gái của chúng ta có được trở về với các phòng nghiệp thường của gia đình, trở về sân khấu của đại gia đình hạnh phúc để trao tặng cho chú rể Văn Phú và cô dâu Thùy Biên những món quà tuyệt vời, món đậm giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Trân trọng kính mời. Chương trình trân trọng kính mời món quà đến từ chị dâu cả của chú rể sẽ thay mặt trân trọng gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta. Đó là món quà đến từ gia đình anh chị Tươi Kim sẽ trở về sân khấu. Trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, gia đình của anh cả sẽ trở về sân khấu trao tặng cho em trai cũng như em dâu quý của mình món quà tuyệt vời, hạnh phúc và ý nghĩa. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, đây là chị dâu cả và chị dâu thứ hai của chú rể. Dạ vâng, đang cùng nhau đồng hành trở về sân khấu. Bởi vì niềm vui, niềm hạnh phúc đó thì không thể nào mà nén lại được, đúng không ạ? Hai chị đã cùng nhau trở về đây trao cho em thân yêu của mình với niềm vui, những hạnh phúc tuyệt vời nhất. Chân trọng cảm ơn hai chị rất.